Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cặp thiên tuế nha cả nhà. Cặp này đã sống khỏe rồi, thuần lâu rồi. Cái này đường kính cũ cũng có tầm 20 hơn đó cả nhà. Cái này thì tầm 20 này. Cặp này có mã số là 321. Giao lưu không chậu nha. Mình giao lưu là 600k bao ship không chậu. Thì thực ra cái cặp này là được một mạnh thường quân tặng để giao lưu, quyên góp quỹ từ quỹ khuyến học để giúp đỡ các học sinh khó khăn nha, của một anh bên dịch vụ Viettel Post. Trừ ví dụ như cặp này xong giao lưu là 600k bao ship không chậu, thì trừ ra chi phí còn lại bao nhiêu là sẽ sung quà quỹ khuyến học giúp đỡ các học sinh khó khăn cả nhà. Đó. Cũ này thì trồi lên cỡ tầm 20, cũ này cũng cỡ tầm 20. Cặp này thì cũng tương đối là tương xứng nha. Về mình vô cái chậu mới nữa là ok thôi. 600k bao ship. Mình sẽ giữ lá luôn nha. Lá này cũng đang tốt cho nên mình sẽ giữ lá. Còn nếu mà mình không giữ lá thì mình sẽ giảm lại tiền nha. Đó, về cho nó lên lá mới cho nó khỏe hơn. Đó. Trừ hết chi phí còn lại bao nhiêu là mình sẽ xung vào quỹ khuyến học giúp đỡ các học sinh khó khăn. Được một mạnh thường quân gửi gắm. Rồi nhà vườn xin qua cặp này luôn.